Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, lộc trời ban xuống, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, hợp vía thần tài, đúng tháng 6 âm lịch 2024, nổ lộc trúng lớn, tiền bạc chất cao như núi, an nhàn hưởng thụ cuộc sống giàu sang sung sướng. Quý cô bác tuổi Tân Sửu thân mến, tin nhắn này được gửi đến cho Tân Sửu, người đang xem video đến cuối, hy vọng khi Tân Sửu xem được video này, Tân Sửu có thể cười lên nếu Tân Sửu đang khóc, dịu đi nếu Tân Sửu đang giận dữ, cười lên nếu Tân Sửu đang buồn bã, nước mắt nhòa đi để mọi thứ trôi qua, tin nhắn này được gửi đi để hy vọng. Khi Tân Sửu xem được video này, Tân Sửu có thể hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ, xả mọi ưu tư vào cõi đời ô chọc, trả lại hết tiêu cực về với vũ trụ bao la. Có thể tin nhắn này không làm được nhiều như thế, có thể nó chỉ dẫn dắt tâm trạng, cảm xúc của Tân Sửu một chút mà thôi, nhưng dù thế nào cũng mong Tân Sửu sẽ ổn. Còn lại hãy tiếp tục chiến đấu, tiếp tục kiên cường, tiếp tục bao dung cho chính bản thân, không nghĩ ngợi về những sai lầm của quá khứ và mạnh dạn bước tiếp nhé Tân Sửu. Quý cô bác Tân Sửu đều biết cuộc sống này là vô thường, ngày mai sẽ ra sao là điều khó lòng đoán trước, đâu đó những tai ương, khổ nạn luôn trực chờ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh đó, có người chọn mạnh mẽ, cứng rắn để bước qua, nhưng cũng có người lại chọn trốn tránh bỏ cuộc. Một số người cho rằng, trong cuộc sống có những lúc Tân Sửu cần phải sống bao dung mà bỏ qua mọi việc, vừa là để bản thân được thanh nhàn, vừa là để người khác được nhẹ lòng nơi cuộc sống xô bồ bon chen này. Chính tấm lòng chất phác, lương thiện đó đã tạo nên một tuổi Tân Sửu sinh 1961 khi cứng rắn trước bão giông, khi lại mềm mỏng trước nhiều biến cố của kẻ yếu đuối hơn mình. Đến thần Phật cũng cảm nhận được tấm chân tình của bản mệnh. Và trước đây có bão giông, mưa rào đến đâu không cần biết, chứ trong tháng 6 âm lịch tới đây, tuổi Tân Sửu được dự báo sẽ được ung dung hưởng lộc, tiền tỷ đầy hai tay, cực may và giàu có, nếu tránh được ba điều cấm kỵ được nhắc đến trong chương trình hôm nay. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thân mến, mới đây nhất thầy Tử Vi tiết lộ rằng, đúng tháng xua âm lịch 2024 sắp tới, người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 là con giáp khổ tận cam lai, trước đây càng khó khăn vất vả bao nhiêu, thì tháng 6 âm lịch này trở đi càng sung túc và giàu có bấy nhiêu. Nếu nắm bắt được thời cơ thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có, lại nhàn hạ trăm bề. Phúc đức đầy tay, tiền bạc đầy nhà, mà khổ cực đều tan biến, nhường chỗ cho sự an yên, nhiều tiền và viên mãn. Để biết được vận trình cụ thể trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào, vận may từng ngày là gì, bản mệnh cần phải làm gì để mà nắm bắt được cơ may trời ban và tránh xa xui xẻo đeo bám bằng cách nào, thì ngay bây giờ, xin mời quý khán giả hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Quý bản mệnh tuổi Tân Sửu thân mến, khi bản mệnh chỉ nghĩ rằng mình đủ dũng cảm để tự kết thúc kiếp nhân sinh của mình, thực ra bạn đang trốn tránh đối diện với những khó khăn, điều đó thể hiện một sự hèn nhát khi không muốn đương đầu với con đường gồ ghề mà Tân Sửu biết mình phải vượt qua. Khi đối mặt với vấn đề cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng chỉ khi dám đối diện và vượt qua, chúng ta mới thực sự mạnh mẽ và trưởng thành. Bi ai thay, dù Tân Sửu có tự kết thúc cuộc đời, thì cảm giác nhẹ nhàng chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi, sau đó là chuỗi dài bất tận. Những sự kiện ở thế giới khác, nơi mà tâm hồn Tân Sửu chưa chắc đã yên bình hơn, thậm chí nếu Tân Sửu có tái sinh, nghiệp lực vẫn còn, bài học vẫn còn và những thử thách vẫn chờ Tân Sửu ở phía trước, Tân Sửu sẽ phải đối diện với những vấn đề đó một lần nữa, nhiều lần hơn, khó khăn hơn. Cuộc đời là một chuỗi những thử thách và bài học, mỗi người chúng ta đều phải trải qua những thử thách ấy,
không phải để khiến chúng ta gục ngã, mà để giúp chúng ta trưởng thành hơn khi đối diện với khó khăn. Tân Sửu sẽ thấy rằng mình mạnh mẽ hơn, mình trưởng thành hơn. Hãy nhớ rằng trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải lội. Mọi thử thách dù có khó khăn và dồn dập đến đâu cũng nằm trong tầm khả năng của Tân Sửu. Nếu Tân Sửu muốn có ngày mai yên bình, hôm nay Tân Sửu cần phải chiến đấu. Chiến binh không phải lúc nào cũng chiến thắng, mà là không ngừng chiến đấu. Dù chỉ trong một giây giữa trận chiến, nếu Tân Sửu đang quấn quanh mệt mỏi, ưu phiền, hãy viết một dấu chấm than ở đây hoặc kể lại câu chuyện của chính mình. Hãy coi đó như một cách xả những nhịp thở tiêu cực vào vũ trụ bao la, để chúng tan biến, để tâm hồn Tân Sửu có một khoảng tĩnh lặng, rồi lại tiếp tục cố gắng đối mặt với cuộc đời. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng, đôi khi Tân Sửu cảm thấy muốn buông xuôi, chán nản, trầm cảm và mệt mỏi, nhưng hãy nhớ rằng, mỗi khó khăn, mỗi thử thách đều có ý nghĩa của nó, chúng giúp chúng ta trưởng thành, mạnh mẽ và kiên cường hơn. Tân Sửu không cô độc trong cuộc chiến này, mỗi chúng ta đều có những cuộc chiến riêng và chỉ khi chúng ta kiên trì và nỗ lực, chúng ta mới có thể vượt qua. Nếu Tân Sửu đang cảm thấy quá mệt mỏi, hãy tìm một người tri kỷ để chia sẻ, đôi khi việc nói ra những gì mình đang trải qua cũng giúp giảm bớt gánh nặng. Hãy nhớ rằng, Tân Sửu không đơn độc, có rất nhiều người xung quanh Tân Sửu sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ Tân Sửu. Hãy kiên cường lên Tân Sửu nhé! Trước tiên, mời quý cô bác hãy cùng điểm lại những nét nổi bật của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 để biết mình sẽ gặp những may mắn nào hay có những khó khăn ở đâu nhé. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 mang theo mình những đặc trưng của con giáp này, sự kiên nhẫn, chăm chỉ và trung thực. Người tuổi Tân Sửu thường được biết đến với tính cách trầm lắng, cẩn thận và luôn giữ vững lòng tin. Trong suốt 64 năm vừa qua, cuộc đời họ đã trải qua nhiều thăng trầm, từ những may mắn đến những thử thách không ngừng. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thường có tính cách mạnh mẽ và kiên định, họ không ngả đối mặt với khó khăn và luôn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Sự trung thực và lòng trung thành là những phẩm chất nổi bật của họ, khiến họ trở thành những người Tân Sửu, người đồng nghiệp đáng tin cậy. Tuy nhiên, họ cũng có thể khá bảo thủ và cứng đầu, đôi khi khó thay đổi quan điểm hay thích nghi với tình hình mới. Trong suốt 64 năm, người tuổi Tân Sửu đã gặt hái được nhiều thành công và may mắn. Họ thường nhận được sự hỗ trợ và yêu mến từ gia đình, bạn bè. Nhờ tính cách chân thành và sự kiên nhẫn của mình, sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp họ xây dựng được một sự nghiệp ổn định và thành công. Những may mắn trong cuộc sống của họ thường đến từ sự kiên trì và lòng trung thành, dù là trong công việc hay trong mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, cuộc đời của người tuổi Tân Sửu cũng không thiếu những thử thách. Những người này thường phải đối mặt với những khó khăn về tài chính. Trong những giai đoạn đầu của sự nghiệp, do tính cách cẩn trọng khiến họ ít khi mạo hiểm, họ cũng có thể gặp phải những khó khăn trong mối quan hệ. Do sự cứng nhắc và ít linh hoạt trong suy nghĩ, đặc biệt trong những năm gần đây, khi tuổi tác đã cao, họ phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe và những biến động không lường trước trong cuộc sống. Tuy nhiên, với sự kiên cường và lòng tin vững chắc, họ đã vượt qua tất cả những khó khăn đó. Nhìn lại 64 năm đã qua, người tuổi Tân Sửu có thể tự hào về những gì họ đã đạt được. Họ đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp vững chắc và được mọi người xung quanh kính trọng. Những khó khăn đã giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn và những thành công đã khẳng định giá trị của sự chăm chỉ và lòng trung thành. Bước vào giai đoạn tuổi già, người tuổi Tân Sửu nên học cách thư giãn và tận hưởng thành quả của mình. Quý cô bác cũng cần chú ý hơn đến sức khỏe và tìm kiếm niềm vui trong những hoạt động nhẹ nhàng, ý nghĩa. Đồng thời, họ cũng nên duy trì những mối quan hệ thân thiết và truyền lại kinh nghiệm, những bài học quý báu cho thấy sau. Cuộc đời người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 là một hành trình đầy thăng trầm, nhưng cũng không kém phần vinh quang. Từ những thử thách đã vượt qua, họ đã rút ra những bài học quý giá, trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Sự chăm chỉ, kiên nhẫn và trung thực đã giúp họ xây dựng một cuộc sống đáng tự hào và tiếp tục là nguồn động lực để họ vượt qua những thách thức phía trước. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch, can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng mưu, sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Tân Sửu có thể sẽ phải đối diện với một giai đoạn đầy thách thức và biến động. Vận khí của Tân Sửu được dự báo sẽ gặp nhiều hao tổn và sa sút bất ngờ, những nỗ lực dường như trở nên vô nghĩa, khiến tâm trạng Tân Sửu trở nên chán nản và thất vọng.
Nguyên nhân chủ yếu là do sự tác động của nhiều sao xấu chiếu mệnh, làm gia tăng khó khăn và trở ngại trong mọi khía cạnh cuộc sống. Trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Tân Sửu gặp phải tác động của sao tương xung, khiến công việc chưa đạt được những bước đột phá đáng kể. Áp lực cạnh tranh trong môi trường làm việc ngày càng gia tăng, đặc biệt là sự cạnh tranh về chức vụ, tầm ảnh hưởng và uy tín cá nhân, tình trạng này gây ra áp lực cực lớn. Đòi hỏi Tân Sửu phải hành sự thận trọng để tránh mọi công sức đổ xuống sông xuống biển. Sự cẩn trọng và kiên nhẫn là chìa khóa để vượt qua giai đoạn đầy thử thách này. Về phương diện tài chính, tháng này cũng không mấy khả quan, hung tinh cản trở dẫn đến nhiều biến động về tài chính. Có dấu hiệu mất mát tiền bạc, đầu tư thua lỗ hoặc kinh doanh gặp trở ngại do yếu tố thị trường. Lời khuyên dành cho Tân Sửu là nên giữ tiền trong túi, bảo vệ thành quả đã đạt được và chờ đợi thời cơ thuận lợi hơn. Việc chi tiêu cần có sự tính toán và điều chỉnh hợp lý để đảm bảo an toàn tài chính trong giai đoạn bất ổn này. Về mặt tình cảm, những áp lực từ công việc và tài chính khiến Tân Sửu dần bỏ bê mối quan hệ yêu đương gia đình. Sự mệt mỏi và căng thẳng khiến tình cảm trở nên nhạt nhòa, không còn mặn nồng như trước. Đối với người độc thân chưa có dấu hiệu cải thiện nào đáng kể trong tháng này, đây là lúc Tân Sửu cần dành thời gian và sự quan tâm nhiều hơn cho những người thân yêu, bởi sự hỗ trợ từ gia đình và người thân sẽ giúp Tân Sửu vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì quá tham công tiếc việc mà sức khỏe của tuổi Tân Sửu trong tháng này không được tốt, áp lực công việc và căng thẳng liên tục khiến Tân Sửu dễ mắc phải các vấn đề về sức khỏe. Điều cần thiết là dành thời gian để chăm sóc bản thân đúng cách và tập luyện thể thao đều đặn. Chỉ khi có một cơ thể khỏe mạnh, Tân Sửu mới có thể đối mặt và vượt qua những thách thức trong cuộc sống. Tháng 6 âm lịch 2024 là một giai đoạn đầy thách thức cho người tuổi Tân Sửu, với nhiều khó khăn và biến động trong sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe. Tuy nhiên, bằng sự kiên nhẫn, cẩn trọng và quan tâm đúng mức đến sức khỏe và các mối quan hệ cá nhân, Tân Sửu hoàn toàn có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Hãy nhớ rằng, sau cơn mưa trời lại sáng và những thử thách này sẽ là bài học quý giá, giúp Tân Sửu trưởng thành và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Ngay sau đây là 3 điều may mắn của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 6 âm lịch 2024 để tiền về ngập két, trả sạch nợ nần. Một là cơ hội đầu tư hấp dẫn. Mặc dù tháng này có thể gặp nhiều biến động, nhưng người tuổi Tân Sửu vẫn có thể gặp được những cơ hội đầu tư hấp dẫn. Những dự án kinh doanh tiềm năng hoặc các cơ hội đầu tư ngắn hạn có thể xuất hiện mang lại lợi nhuận đáng kể nếu được xem xét và quyết định một cách cẩn thận. Việc nắm bắt những cơ hội này đúng lúc sẽ giúp tăng cường nguồn tài chính và đạt được những thành tựu mới trong lĩnh vực kinh doanh. Hai là tăng trưởng thu nhập từ công việc chính. Người tuổi Tân Sửu có thể nhận được các khoản thu nhập bất ngờ từ công việc chính, chẳng hạn như tiền thưởng, tăng lương hoặc các khoản thu nhập bổ sung từ những dự án đã hoàn thành trước đó. Sự cống hiến và nỗ lực của Tân Sửu trong thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng, giúp cải thiện tình hình tài chính cá nhân và mang lại niềm vui, động lực tiếp tục phấn đấu và sự hỗ trợ tài chính từ người thân. Trong tháng này, người tuổi Tân Sửu có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính từ gia đình hoặc người thân. Đây có thể là những khoản tiền hỗ trợ đầu tư chung hoặc sự giúp đỡ về mặt tài chính trong những thời điểm cần thiết. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp giải quyết những khó khăn tài chính tức thời, mà còn tạo cơ hội để đầu tư và phát triển các dự án mới. Tháng 6 âm lịch mang đến cho người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nhiều cơ hội về đại lộc từ việc đầu tư hấp dẫn, tăng trưởng thu nhập từ công việc chính đến sự hỗ trợ tài chính từ người thân. Mặc dù có những thách thức cần đối mặt, nhưng nếu biết nắm bắt cơ hội và tận dụng sự hỗ trợ, thì Tân Sửu sẽ có thể cải thiện tình hình tài chính và đạt được những thành công mới trong tháng này. Bên cạnh những may mắn đó, thì phải kể đến 3 đại họa mà tuổi Tân Sửu cần phải tránh ngay lập tức trong tháng 6 âm lịch này và cách hóa giải kẻo tiền mất tật mang. Một là tài chính bất ổn. Người tuổi Tân Sửu có thể gặp nhiều biến động tài chính. Trong tháng 6 âm lịch có dấu hiệu mất mát tiền bạc, đầu tư thua lỗ hoặc kinh doanh gặp trở ngại do yếu tố thị trường. Cách hóa giải phong thủy. Bản mệnh có thể đặt một bát muối biển ở góc đông nam của nhà hoặc văn phòng, tượng trưng cho khu vực tài lộc. Muối biển sẽ giúp hấp thu năng lượng tiêu cực và mang lại sự bình yên, ổn định về tài chính. Bản mệnh nên hạn chế đầu tư mạo hiểm và tránh các quyết định tài chính lớn trong tháng này, nên giữ tiền trong tài khoản ngân hàng và theo dõi sát sao các khoản chi tiêu. Hai là sức khỏe giảm sút. Sức khỏe của người tuổi Tân Sửu có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do làm việc quá sức và căng thẳng kéo dài, có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiêu hóa hoặc các bệnh mãn tính khác. Cách hóa giải phong thủy. Bản mệnh có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như hồ lô đồng đặt ở đầu giường ngủ để hóa giải khí xấu và bảo vệ sức khỏe. Hồ lô đồng là biểu tượng cho sự trường thọ và sức khỏe. Bản mệnh cũng dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn,
tập luyện thể dục đều đặn và ăn uống lành mạnh, hạn chế làm việc quá sức và cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề. 3 là xung đột trong mối quan hệ. Mối quan hệ gia đình và xã hội của người tuổi Tân Sửu có thể gặp nhiều xung đột và căng thẳng, sự hiểu lầm và tranh cãi có thể xảy ra, ảnh hưởng xấu đến tình cảm và tinh thần. Cách hóa giải phong thủy. Bản mệnh có thể đặt một cặp kỳ lân phong thủy ở phòng khách hoặc trên bàn làm việc để tăng cường năng lượng tích cực, hóa giải xung đột và mang lại sự hài hòa trong mối quan hệ. Bản mệnh nên thể hiện sự kiên nhẫn và lắng nghe trong giao tiếp, tránh những lời nói và hành động gây mâu thuẫn, cố gắng dành thời gian cho gia đình và bạn bè để thắt chặt tình cảm. Tháng 6 âm lịch có thể mang đến nhiều thách thức cho người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, từ tài chính bất ổn, sức khỏe giảm sút đến xung đột trong mối quan hệ. Tuy nhiên, bằng cách áp dụng các biện pháp hóa giải phong thủy và thực hành các thói quen tốt, Tân Sửu hoàn toàn có thể giảm thiểu tác động tiêu cực và vượt qua những khó khăn này một cách hiệu quả. Tiếp theo ngay sau đây, cụ thể vận trình tử vi chi tiết theo mốc 3 ngày và cẩm nan vượng vận của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tử vi tuổi Tân Sửu tháng 6 âm lịch, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 âm lịch. Xem tử vi từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 âm lịch cho thấy, tỷ kiên lâm vận đem tới nhiều bất trắc trong công việc của tuổi Tân Sửu trong 3 ngày này. Con giáp này làm gì cũng phải cẩn thận và hạn chế tham gia vào việc của người khác. Những ai đang gặp khó khăn trong vấn đề giải quyết rắc rối, càng khó khăn hơn do bị tiểu nhân cản trở. May mắn thay, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 âm lịch này có nhị hợp nâng đỡ, nên Tân Sửu cũng bớt lo lắng. Vấn đề tiền bạc, con giáp này suy nghĩ tích cực hơn và không chi tiêu hoang phí, biết tiết kiệm cho bản thân và gia đình. Nếu muốn mua xe, mua nhà hoặc đòi nợ, Tân Sửu nên tiến hành trong 3 ngày này. Đường tình duyên rộng mở và may mắn, càng ngày Tân Sửu càng tâm lý và thông cảm cho người ấy nhiều hơn. Những người đang bế tắc trong vấn đề hôn nhân sẽ gặp được nhiều sự trợ giúp của bạn bè và người thân. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, con số may mắn 65, 47, 82, màu sắc cát tường, xanh lam, xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tân Sửu tháng 6 âm lịch từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 âm lịch. Xem tử vi hàng ngày nhận thấy, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 âm lịch có thiên quan cản trở, nhắc nhở Tân Sửu nên hạn chế tranh cãi, kiện tụng. Trong 3 ngày này, Tân Sửu có thể sẽ mắc sai lầm nếu làm việc một mình, vậy nên trước khi làm điều gì, hãy tư vấn ý kiến của người thân hoặc cấp trên của mình. Người nào làm kinh doanh, trong 3 ngày này cẩn thận bị lừa gạt tiền bạc, cho vay tiền thời điểm này cũng không phải ngày tốt đâu nhé. Hãy khéo léo từ chối, mất lòng nhưng không mất tiền, nếu Tân Sửu cho vay thì mất cả tình lẫn tiền. Ngũ hành thổ, thổ sinh xuất hỏa cho thấy, tình duyên của con giáp này không có biến động lớn, Tân Sửu hoàn toàn có thể yên tâm với mối quan hệ hiện tại. Tân Sửu sử dụng thời gian cho những điều mang lại niềm vui cho bản thân, thay vì lo nghĩ tới những chuyện không đâu. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tân Sửu tháng 6 âm lịch, từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 âm lịch. Xem tử vi hàng ngày cho thấy, thương quan cản đường, nên Tân Sửu có một ngày làm việc không may mắn, Tân Sửu dễ gặp phải sự cạnh tranh tại nơi làm việc. Những người làm trong môi trường nguy hiểm như công trường, máy móc, cần phải tập trung khi đi làm và chú ý đến an toàn lao động, kẻo bị chấn thương. Vận may tài chính giảm dần, bản mệnh có xu hướng chi tiêu nhiều tiền cho các trò chơi giải trí, trong khi nguồn thu nhập không ổn định, Tân Sửu hãy tính toán lại các khoản chi tiêu, cần hạn chế phung phí tiền vào việc ăn chơi, thời gian tới có rất nhiều việc cần đến tiền, Tân Sửu đừng chủ quan. Ngũ hành mộc thổ bất xung báo hiệu đường tình cảm kém sắc, Tân Sửu không thể tha thứ cho người cũ, càng nghĩ càng thấy hận Tân Sửu có thói quen hay soi xét và đang nghi nửa kia, khiến người ấy cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 19 giờ giờ đến 21 giờ, con số may mắn 36, 68, 92, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Tân Sửu tháng 6 âm lịch, từ ngày mùng 10 đến ngày 12 âm lịch. Căn cứ tử vi hàng ngày nhận thấy, vận may trong công việc của người tuổi Tân Sửu đang tăng lên, trong ngày mùng 10 đến ngày 12 âm lịch, Tân Sửu đang dần thích nghi được với môi trường làm việc mới. Nhiệm vụ mới, người làm kinh doanh buôn may bán đắt, do tính tình sởi lởi và vui vẻ, biết tạo danh tiếng cho bản thân, quảng cáo rộng rãi sản phẩm mình đang bán.
tài lộc nở hoa, nhờ thực thần nâng đỡ, con giáp này hay được người khác cho lộc ăn uống hoặc được biếu xén quà cáp. Bên cạnh đó, tiền đến với những người đang làm nghề tự do cũng khá dồi dào, nhiều người còn được mối làm ăn to. Ngũ hành mộc thổ bất dung, nhắc nhở Tân Sửu nên coi chừng sức khỏe của bản thân. Dạo gần đây, Tân Sửu thường hoạt động quá sức, ngủ không đủ giấc nên dễ sinh ra lắm bệnh mới. Tình cảm đôi lứa đi xuống do tác động của người ngoài, nam mệnh tuổi Tân Sửu nên tiết chế những thú vui của bản thân. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, con số may mắn 49, 53, 76, màu sắc cát tường, đen, xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tân Sửu tháng 6 âm lịch, từ ngày 13 đến ngày 15 âm lịch. Nhờ có chính quan soi sáng, nên công danh của người tuổi Tân Sửu trong ngày 13 đến ngày 15 âm lịch này cực kỳ tốt. Tân Sửu càng cố gắng càng có nhiều quả ngọt tìm đến. Những ai xin việc, mở hàng hay đi xa công tác trong ngày này sẽ được ơn trên che chở, trợ giúp, vạn sự như ý. Nhưng tài lộc có dấu hiệu đi xuống do ảnh hưởng của tương phá, Tân Sửu có thể gặp nhiều rủi ro trong các khoản đầu tư. Tân Sửu nên khiêm tốn, không nên khoe tài, khoe của, kéo lắm kẻ xấu dòm ngó, lợi dụng tiền bạc của Tân Sửu. Chuyện tình cảm kém sắc, hai bạn dường như đang thiếu lòng tin ở nhau. Sức khỏe tổng thể của bản mệnh trong 3 ngày này không được tốt lắm, dễ mất ngủ, gặp ác mộng hoặc va chạm giao thông, làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, con số may mắn 37, 83, 91, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tân Sửu tháng 6 âm lịch, từ ngày 16 đến ngày 18 âm lịch. Xem tử vi từ ngày 16 đến ngày 18 âm lịch dự báo, đường sự nghiệp của Tân Sửu động mở nhờ tam hợp chiếu cố, ngày mới hanh thông, thuận lợi. Tân Sửu làm bất cứ việc gì cũng gặp may mắn, cũng sẽ có được những cơ hội mới để cứu vớt tình hình hiện tại. Càng ngày Tân Sửu càng tìm ra được hướng đi tốt hơn cho bản thân. Chính tài trợ vận cũng đem tới nhiều may mắn về tài lộc cho Tân Sửu, người đang cầu danh thăng chức thì càng có lợi. Bên cạnh đó, những ai đang bỏ ra nhiều công sức cho công việc hiện tại cũng sẽ nhận được vô số lợi ích trên cả mong đợi. Tình duyên cũng ổn hơn, không còn cãi vã hay giận hờn, giữa các cặp đôi đang yêu lại có sự chia sẻ và dường như nhận được sự ủng hộ của bạn bè, cũng như người thân, đây là thời điểm tốt để bản mệnh và người ấy tính đến chuyện lâu dài. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, con số may mắn 83, 59, 71, màu sắc cát tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tân Sửu tháng 6 âm lịch, từ ngày 19 đến ngày 21 âm lịch. Xem tử vi hàng ngày nhận thấy, trong 3 ngày này, thương hại nhắc nhở Tân Sửu nên cẩn thận hơn trong công việc, đừng ẩu, coi chừng phải đền bù thiệt hại to lớn. Trong 3 ngày, Tân Sửu nên tập trung làm việc và cố gắng phát huy thế mạnh bản thân, chớ nên sa đà vào những chuyện bao đồng. May mắn thay, gặp thiên tài chiếu cố, nên tiền bạc của con giáp này cũng đỡ xui xẻo nhiều phần. Các lĩnh vực con giáp này muốn đầu tư, hợp tác đều tiến triển tốt đẹp, nên thu nhập đều đặn. Một vài người có lộc trời ban, nhận được số tiền không nhỏ. Tình duyên nhiều trắc trở, do Tân Sửu là con giáp lo lắng thái quá, hay nghĩ nhiều, người ta nói gì là chuyện của người ta. Mình nghe tin nhìn rồi để bụng mới biến thành chuyện của mình, đừng để gia đình bất hòa vì miệng thiên hạ nhé Tân Sửu. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, con số may mắn 73, 92, 73, màu sắc cát tường, hồng, nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần. Tử vi tuổi Tân Sửu tháng 6 âm lịch, từ ngày 22 đến ngày 24 âm lịch. Căn cứ tử vi hàng ngày cho thấy, công việc của Tân Sửu từ ngày 22 đến ngày 24 âm lịch khá nhiều và hay bị tiểu nhân quấy phá do ảnh hưởng của thiên quan. Con giáp này dễ nảy sinh bất đồng, cãi vã với đồng nghiệp vì không trùng quan điểm hoặc cạnh tranh bẩn trong kinh doanh, hợp tác nên hiệu suất bị giảm sút đáng kể. Tương xung cản trở, nhắc nhở Tân Sửu chớ cho người khác vay tiền, mượn xe, coi chừng mất trắng tay, buôn bán không nên cả nể ai hết, cứ thẳng thắn trong vấn đề tiền nong, sau này đỡ phải thắc mắc, cãi nhau, ai làm kế toán thì cẩn thận có sai sót trong quá trình nhập dữ liệu. Trong 3 ngày này, có điểm kẻ tiểu nhân giáp tâm bày mưu hãm hại, không cho người tuổi Tân Sửu thỏa ý nguyện, xung đột lợi ích,
khiến những kẻ xấu bụng chẳng ngại ngần bất cứ điều gì, thậm chí còn giáp tâm nói xấu, đặt điều cho gia đình Tân Sửu. Các chí số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, trắng, vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão. Tử vi tuổi Tân Sửu tháng 6 âm lịch, từ ngày 25 đến ngày 27 âm lịch. Chính ấn cho biết, công việc của Tân Sửu từ ngày 25 đến ngày 27 âm lịch vô cùng êm đẹp. Con giáp này nên chuẩn bị sẵn tinh thần để chờ đón niềm vui đến với mình. Quý nhân đem đến mối nhân duyên tốt lành cho Tân Sửu. Trong chuyện hợp tác làm ăn, càng ngày càng quen được nhiều người giỏi, tình hình tài chính tạm ổn, Tân Sửu có thể tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ cho bản thân lúc ốm đau, khốn khó. Những Tân Sửu nào có ý định đầu tư cho sự nghiệp hoặc con cái thì hôm nay là ngày rất thích hợp. Ngũ hành thổ sinh kim cho thấy tình duyên của Tân Sửu là điểm sáng trong 3 ngày này, bản mệnh có được sự động viên từ nửa kia, nên hoàn toàn có được những lý do động lực để cố gắng, bao nhiêu sóng gió ngoài kia cũng sẽ phải dừng lại sau cánh cửa gia đình êm ấm. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, bạc, nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tân Sửu tháng 6 âm lịch, từ ngày 28 và ngày 29 âm lịch. Tử vi 3 ngày cuối tháng cho thấy, thiên ấn chiếu mệnh giúp Tân Sửu có thêm sự tự tin trong quá trình làm việc, ăn to nói lớn, mạnh dạn nêu lên ý kiến của bản thân. Tân Sửu là con giáp thông minh, biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu, nên tích cực thể hiện điều đó để thu hút cơ hội không kẻ khác lấn lướt. Tam hợp soi sáng, con đường kiếm tiền của Tân Sửu có của để dành, các nguồn thu dồi dào, giúp bản mệnh tự tin hơn trong chi tiêu, có thêm nhiều lựa chọn trong cuộc sống và cảm thấy an tâm hơn khi có tiền bạc trong tay, chi cho con cái cũng thoải mái hơn trước nhiều. Đường tình cảm thuận lợi, Tân Sửu khéo léo trong cách cư xử, lo việc gia đình rất nhanh nhẹn, hơn nữa, con giáp này bề ngoài có thể rất hiền lành, nhưng bên trong lại vô cùng khôn ngoan, biết bảo vệ bản thân và người thương vào những lúc cần thiết, muốn lợi dụng được Tân Sửu trong ngày này hơi khó. Quý bản mệnh thân mến, con người khi còn sống, nếu có thể làm được dưỡng tâm thật tốt, giỏi kiểm soát cái miệng của mình đi thành con đường riêng, thì vinh hoa phú quý không mời cũng tới, mảnh đất phong thủy đầu tiên trên thân người là trái tim, làm người phải có trái tim nhân hậu. Người xưa nói, nhân chi sơ, tính bản thiện, thiện lương là món quà mà thần ban cho con người, ai biết yêu thương thì sẽ được thương yêu, phúc lành sẽ tự đến. Làm việc thiện, không cầu phúc báo, bản thân thiện lương chính là phúc báo cho người hiền lành, thì cuộc sống của họ sẽ ngập tràn ấm áp và vui vẻ. Người làm ác cũng đã tự mình chuốc lấy ác báo rồi, bởi vì ác tâm của người đó sẽ vĩnh viễn lạnh như băng. Không được nếm trải sự ấm áp từ con tim của mình thì chính là đang chịu bi ai, thống khổ. Một người có thể không giàu có, không nổi tiếng, nhưng không thể đánh mất sự thiện lương. Bởi vì nếu mất đi thứ này chẳng khác nào đánh mất nền tảng căn bản để làm người. Hãy gieo tấm lòng nhân ái để cuộc sống này cảm thụ được vẻ đẹp và hạnh phúc. Nuôi dưỡng trái tim bao dung, tất cả khoan dung đều là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, vì người khác mà suy nghĩ và hiểu được những khó khăn của họ. Bởi vì hiểu được nên mới từ bi, nội tâm liệu ôn nhu, đối đãi và tha thứ cho sai lầm và thiếu sót của người khác. Người không hiểu được lòng khoan dung sẽ đánh mất sự tôn trọng từ người khác, người khoan dung một cách mù quáng sẽ đánh mất sự tôn nghiêm của bản thân. Vun trồng tấm lòng khiêm tốn là cảnh giới nhãn quang, ở đó người biết khiêm tốn sẽ thấy được núi bao cao, nước sâu mấy trượng. Cho nên người khiêm tốn sẽ không bởi vì đạt được thành tựu nhỏ bé mà vội ngông cuồng khoe khoang. Hơn nữa, khiêm tốn còn là một loại lực lượng. Tấm lòng khiêm tốn giống như cỏ vậy, không quan tâm đến sự cười nhạo của thế giới bên ngoài, cũng không để ý tới châm biếm của thế gian, âm thầm tích lũy sức mạnh của chính mình. Mảnh đất phong thủy thứ hai trên thân người là miệng, lời nói chân thực, biết chọn thời điểm và từ ngữ đúng mực mới có thể khiến bản thân thu hút. Chớ phơi bày khuyết điểm và gây thù chuốc oán với người khác, mọi người sống trên đời đều quan tâm đến thể diện, nếu khiến người mất hết mặt mũi thì cũng chính là làm tổn thương trái tim họ. Người sống có mặt, cây sống có vỏ, đánh người chớ đánh vào mặt, mắng người cũng chớ vạch khuyết điểm, nếu bạn khiến khác mất mặt thì cũng sẽ có người khiến bạn phải mất hết thể diện trước mặt. Người khỏe không chê bai đôi chân họ trước mặt, người béo chớ mỉa mai họ mập mạp, chớ nói về xấu xí trước mặt. Thêm bạn bè là thêm một con đường. Sở dĩ muốn kiềm chế cái miệng của mình là để có thể kết thiện duyên, là một người tốt, có như vậy thì cuộc sống của bạn mới ngày càng rộng mở. Quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Chương trình xin được tạm dừng tại đây.
Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.